Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 9 tháng 1 của Doosan Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Boiler và Quater trở thành quán quân hoạt động OE và Bonby Hồ Đông năm 2019. Khởi động chương trình từ thiện giáo dục thường niên lần thứ 7. Cùng nhìn lại hoạt động của Doosan Vina năm 2019 thông qua top 10 sự kiện nổi bật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 1 vừa qua, Bộ phận Cải tiến Sản xuất đã tổ chức thành công buổi lễ thi đấu hoạt động cải tiến và trao thưởng hoạt động OE EHS năm 2019. Hai chủ nhân của ngôi vị quán quân hoạt động Bobby Hội Đông và OE Thêm lần lượt đã được trao cho nhà máy Quater và Boiler. Buổi lễ diễn ra tại hội trường văn phòng chính. Tại đây, đại diện Bộ phận BI đã báo cáo kết quả hoạt động cải tiến trong suốt chặng đường 10 năm thông qua một đoạn clip ngắn. Tiếp đó là chương trình thi đấu của 8 kỳ sinh xuất sắc nhất để tìm ra hai chủ nhân của ngôi vị quán quân cải tiến Bonby Hội Đông và OE Thêm năm 2019. Sau hơn một giờ thuyết trình, được đánh giá là một trong bốn chủ đề có tính ứng dụng cao và mang lại hiệu quả rất lớn cho dự án MED Babco, nâng cao năng suất lên gấp đôi so với cách làm thủ công trước đây. Chủ đề đảm bảo chất lượng bề mặt HBM sau khi sơn và giảm lead time cho dự án Babco MED thông qua gây sơn máy mài cạnh HBM. Của anh Trần Ngọc Văn, tổ Fabrication 3, nhà máy Quater, đã xuất sắc trở thành quán quân giải Bonby Hội Đông. Quán quân hoạt động OE Thêm đã thuộc về đội panel nhà máy Boiler, với cải tiến đảm bảo chất lượng và tiết kiệm 782.000 USD chi phí sản xuất cho sản phẩm chính chrome panel. Đội EHSS cũng đã trao giải thưởng cho các tập thể có thành tích tốt, cũng như ghi nhận sự đóng góp tích cực trong hoạt động an toàn sức khỏe môi trường một năm qua. Bên cạnh đó, bộ phận BI cũng đã trao 10 phần quà đặc biệt cho 10 khán giả dự đoán chính xác nhất hai chủ đề đặt giải vô địch ở hoạt động Bonby Hội Đông và OE Thêm năm 2019. Tiếp nối thành công trong nhiều năm qua, đoàn 32 sinh viên tình nguyện viên đến từ Trường Đại học Trung An Hàn Quốc đã phối hợp với Doosan Vina tiếp tục thực hiện chương trình từ thiện giáo dục thường niên lần thứ 7 tại Quảng Ngãi. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hoạt động đầu tiên của đoàn. Chương trình năm nay diễn ra trong một tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1. 32 sinh viên của Trường Đại học Trung An kết hợp cùng 13 tình nguyện viên của Doosan Vina và Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tiến hành tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục, hướng dẫn các kỹ năng, năng khiếu hội họa, đồng thời bảo vệ môi trường và mang nghệ thuật Hàn Quốc đến với người dân các xã Bình Hòa, Bình Thuận của huyện Bình Sơn, Trường Tiểu học Trà Bình, huyện Trà Bồng, Trường Tiểu học Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và Trường Trung học cơ sở Bình Chánh, huyện Bình Sơn, với tổng kinh phí lên đến 20.000 USD. Trong ngày ra quân đầu tiên, sáng ngày 5 tháng 1, đoàn đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở xã Bình Hòa, như tổng dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời chiều cùng ngày, đoàn đã tham gia hỗ trợ chương trình Clean House cho hai hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Thuận, cho gia đình ông Phan Lần và bà Nguyễn Thị Tâm. Tại đây, đoàn đã tiến hành sơn tường, sơn cửa, sửa lại hệ thống điện và dọn vệ sinh khuôn viên nhà ở. Đại học Trung An Hàn Quốc là đơn vị đồng hành cùng Doosan Vina trong nhiều chương trình từ thiện tại Việt Nam và Quảng Ngãi, đặc biệt là chương trình hỗ trợ về y tế, hoạt động chăm sóc sức khỏe thường niên cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em sứt môi hở hàm ếch, phẫu thuật cho trẻ em bị tim bẩm sinh. Riêng hoạt động phát triển kỹ năng giáo dục, kể từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 7.000 em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được hưởng thụ từ chương trình này. Tiếp theo chương trình, chúng tôi mời các bạn cùng nhìn lại những thành tựu của Doosan Vina trong năm 2019 do người lao động bình chọn với những hình ảnh ấn tượng thông qua video top 10 sự kiện nổi bật.
Bản tin trưa nay của Doosan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Doosan Vina DVTV V11N02. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin của Doosan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Insu với từ khóa Doosan Vina. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt.